Friend em các bạn trước cho. Vậy mày phải show lên, lúc đó mày show lên là phải review cho tất cả anh em đây làm clip chứ. Thì đúng rồi, ý này tao quay nè. Quay Đây. buồn quá, bất Rồi quýnh đi chứ, tao đứng có chỉ đạo cho. lực. Cái gì? No. Gì vậy? Thằng chỉ đạo là một là hồi Ủa cái thằng chỉ đạo là cái thằng mày bị giăng. nó Dám lắm nha. đúng Rồi rồi quánh vậy. đi. Ai da. Này giờ đi ai cũng muốn thức tỉnh cho nên là đâu có Phật tổ kéo đâu, nên là tụi mình cứ sử dụng đi đấm thường như vậy nè các bạn. Ban đầu Thủ ai mà cần thủ có hạt phế tại vì thấy dễ no dàng vậy, thằng hát với nó làm quá lên là một hai đó phải đi tra che trái này kia để kết hợp phô nick Phật tổ để đi. Trời ơi, đi bốn người làm gì đi làm solo, gì khổ lắm. nó có cái gì đâu mà khó. Này cái xong là vô giải thích cho nghe, chỉ cho đi xong ồ dễ. Vậy dễ mà cứ dằn dằn game chết riết cái gì. Đúng rồi, nó bị dăng game, nó bị chết rồi các kiểu nữa. Dân Là nghe thôi, dân nghe thôi, dân nghe thôi làm thêm chết thêm leader thì đi thức tỉnh đem cái cánh cổng vô đi. Không, Buồn. leader người ta tính xa mày. Người ta tìm hiểu, người ta định tìm hiểu cái bí mật cái đảo gì á. Không Cái đảo phải, cổ báu. không phải mày thấy vậy á chứ lát cũng có clip cái xong rồi vô tao mày làm clip show full chiêu leader cũng quay luôn, cái xong lát cái xong mốt thức tỉnh full chiêu hai clip mày. Tỉnh hết, tỉnh hết. Thì ra Người là tính ta là là đảo sẽ gì đó. Mày voi thầm phải đi mày sẽ voi được, mày thì không ra là tin cách ở đó giờ leader, ví tạo dụ leader làm clip sờ boy tao mày có full sẽ chiêu vậy voi không, sẽ cái xong cái mốt leader có full chiêu leader làm đi được clip nữa. Rõ ràng là tụi mình ngon cái thằng có trước là thằng chỉ có một clip mà có sau có tới hai clip, lấy cái khác biệt chưa. sẽ voi Tỉnh hết, tỉnh hết là cái đó mà. thì đời ta đi tuốt trong ruột á. Bởi vậy con người hơn nhau chỉ ở cái chỗ đó đó không. Mà thấy cái con nhỏ gì ở bên kia nói gì phụ nữ hơn nhau có cái đầu không, Nếu phụ hơi nữ nào hơn mỗi nhau cái ở hai đầu, cái đầu cái gì á, mỗi cái đầu hai cái đầu ba cái đầu gì không nhớ nữa. nhớ Đây. nhớ mình hơn phụ nữ cái đầu á. Đâu không phụ nữ hơn mình cái đầu hay gì á, Mình phụ nữ ba đầu mình hai đầu à, mày mày không biết quái vật ba đầu à, cái đầu nữa leader có mà. ba cái đầu mày có hai cái đầu sao mày bằng, đúng không. Bởi vậy người ta tính hơn mày một cái đầu rồi đó. Rồi xong chưa? Xong bay tao thấy còn con quái rồi hết vậy. còn con này Chứ đầu nào nè đầu không? Tao chạy cái vòng vòng nãy giờ á. ở Ngồi dưới nhiều nè. chuyện quá đi quánh không được luôn nè. Ủa à biến Rồi bay đi. rồi đi Tụi hoàng không. nè Ghê đi hết rồi chạy một nè. chiêu rồi Đây ghê gớm đây đi. này giờ nhìn giờ giống như trong ARK đang xài đại bàng đó, để tao 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 gấp cái coi. Tao gấp mà Bấm lộn rồi. ơi Chiều nó bá luôn, quên nhìn nhìn đã không? trời, nó lướt xuống nghe Nhưng cũng hay chứ bộ. cũng phá phá game nhưng lắm mà luôn, nhưng mà xài nhiều mất hay đúng không? phá game lắm á. đầu nên nói Nó mà bá để thì phá MVP thiệt. combo cũng đã. Chưa combo combo ngon dính cả cái lóc luôn mà. Nó chuẩn bị ra bộ combo mới. kiểu gì có combo mới combo với Hoàng anh. Mà combo ta chả biết là gì về combo. thôi combo dễ lắm mày, combo xài Z X rồi C rồi B Ok, Jesse gì giờ leader còn xài cái hồi máu cùi đó hả, sao ai về. ai ai lại ủ cho leader một tí coi Leader đó. Trời ơi giờ hồi máu gì gì cà kìa. lem vậy, cũng đi Bây bằng mình luôn á, giờ cũng đi số lần bằng kìa. mình mà sao hồi máu kỳ Nè, vậy. bây giờ là người ta vừa hồi máu mà người ta vừa gây đam cho quái nữa. Đó. Rồi 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 Buồn à, im buồn lặng à. rồi, Buồn buồn khỉ rồi. khao cực gắt. Đây mà ngồi nói hỏi cái tao ở mày Ủa disconnect. Ấy bay đi đâu vậy? đúng À đúng rồi, đúng rồi. rồi Đúng rồi. đúng 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 rồi, rồi đúng mày rồi. đi con nét lắm, mày đi con nét Giờ lắm. mày, tự nhiên tao nhìn thấy cái đảo trống trống tao rung mày. Tao tưởng đâu á cái đảo tổng bộ mà nó tự nhiên mất tiêu cái lâu đài, tao đang nghĩ tao bị lắc á. Tao càng nghe hiểu Lắc chưa? cũng có sao đâu, Hồi nãy mới đứng lên mày bên có làm. xíu thôi mà, Thôi có gì đâu. cái chờ mà bên xuống cái lã người được rồi. Cái lúc đó thì tao đi theo mày làm clip spoiler, tao lại có hai clip. Spoiler Hợp lý không, hợp cái gì lý nữa vậy gì thế chứ
đầu quá rồi. Nó là lại con người hơn nhau ở một cái đầu nữa. Ê, mấy mấy vụ biển lên mấy vụ biển phản bác kìa, lên la kìa. Ôi nó có ba đầu lận kìa mày. Kì đó, đi phản bác nó bỏ đầu luôn kìa. Đi nhảy lên đó. Nói tụi tao cũng ba đầu. Bây giờ mới nói hơn nhau cái đầu cái lên ba con gầm liền. Thật ra là nãy nghe câu chuyện leader có ba cái đầu. Nên là nó nói là thật ra nhìn thấy tưởng đâu ba con như biển, nhưng mà thật ra tụi tao là một. Tụi tao cái mình tao nằm dưới đó là quái, cũng là quái vật ba đầu chứ bộ. Quái vật ba đầu. Tam đầu. Nhưng mà mày phân tích cái leader phải quái vật ba đầu không? Cái clip của leader hổm gửi. Phải không? Dạ. Bắt lắm. Giờ nghĩ lại là hợp lý rồi. Ây da, lại mất chiêu. Cây. Đây, quả đảo cúng câu nè. Rồi. Ôi, tới đảo cuối cùng. Giờ tạm gác câu chuyện về con quái vật ba đầu đi. Đúng rồi. Rồi tập trung quánh. Chiến thuật đơn giản lắm anh em, xuống dưới quánh mấy quái hết xong lên quánh boss rồi vậy. Nhắc là đơn giản. Vậy thôi. Ừ, chiến thuật là vậy. Chứ không có nên lên quánh boss trước, tại vì quánh boss trước là quái quánh mình chết. Mà mình quánh quái trước thì boss không quánh mình chết. Thì cứ để boss nó ở đó chơi đi, khỏi đánh vô biển luôn nha. Nói chung là đừng có chạy lên trên con boss là được cần, rồi. Khỏi cần mấy con xì ke đó, kệ nó. Tập trước mình biết nè, mình đập vô biển mình như đúng rồi á. Tập trung vô với nhau, cứ quái nó gom lại cái mình đánh vô đam cho chết quái trước. Chừng nào đi trái Phật tổ thì mình còn vô đánh boss đây nè, quái đây nè. Hùng. Còn đánh hụt không vậy? Phà kìa. Biển phà anh già đó, phà. Đó, quất. Rồi. Chắc hết quái vậy. Ui. Đánh boss á, con boss á. Con quái cuối cùng. Con quái cuối cùng luôn kìa. Quánh boss luôn. Ây cha. Rồi, sấy nó nè, vô. Super human đó nè. Lấy con boss này chưa? Con quái này chưa nha. Hồi máu chi thuộc. Nó cứ thay phiên nhau hồi máu chơi thôi. Trời ơi. Nhưng mà không thấy con boss đâu hết nè. Yêu ứng, ứng nó nhiều thiệt chứ. Ý, đây xử con quái trước kìa. Ui, mất chiêu rồi. Đây rồi. Rồi, đây, xài vô hồi máu cho leader nè. Cái gì mà nó quýt. Còn lại hiệu ứng không? Giải chiêu máu đâu rồi. Nè, nó đây nè. Còn con quái nè, quánh chết con quái đi. Nhắm chết. Nào hất tung quái lên nữa rồi. Ô-hô. Quái mạnh thì... Ôi, đây Phượng Hoàng làm hết thấy đường luôn rồi. Tấm thường thôi. Nó nằm rồi. Đâu rồi? Đừng có sấy. Như con boss sấy á. Kệ nó. Boss vô trong đây nè. Ê, không có nãy mà nào xài chiêu sấy nha. Sấy thì anh ấy. Để tao mới xài chiêu sấy á. Đây lên anh boss. Rồi chết rồi. Ủa. Tao quánh thường. Giờ boss để sấy tao trong đây nè. Không có nào quánh trong đây hết. Tưởng chết rồi chứ. Rồi dồn gốc nó tấp gốc. Hồi máu đi. Một người hồi máu. Đâu có gì hồi máu. Đâu rồi. Đây nè nó nè. Nè khống chế nè. Quánh thường. Rồi Super Human vô. Super Human. Ừ ai quánh văn nó rồi. Không biết phải em à. Ủa đâu rồi tiêu rồi. Nào nó dưới nè. Dưới đây nè. Ừ. Rồi nó sắp chết rồi. Đó xong. Bao đời người kết thúc con boss. Bạn tô gánh tem nữa rồi. Quấn gần chết. Khổ lắm rồi. Easy. Ra bây giờ sẽ show chiêu cho cho mọi người coi nè. Đây chiêu C. Ê sao show chiêu cuối có 2000 điểm. Ủa chiêu cuối 2000 là xịn mày. Cái chiêu này chiêu mấy chiêu kia 5000 điểm. Lên trước Zema. Cuối cùng lắm á. Chỉ biết là Phượng Hoàng thôi mà. Có đâu. Lên Zema coi xong Phụng coi. Đâu mà Phụng này đẹp hơn. Đâu biết Phượng Hoàng rồi. Ủa. Ủa gì kỳ vậy. Ủa? Ủa? Ủa nó là chiêu gì? Chiêu V mà. Ủa? Chiêu gì? Phải không? Nãy phải chiêu V không nè? Có ai nhìn thấy chiêu V không? Không, chiêu V! Chiêu V là con khác mà. Có gì khác? Chiêu V là con khác mà. Cái con biến hình có chân mà. Sao giờ cái con này không có chân? Ủa? Ủa? Đừng nói phải thức tỉnh mấy lần nha. Ủa? Dì xét thử coi, dì xét lại coi. Cái kỳ vậy? Phải là biến hình con... đúng rồi đó. Đúng rồi, vẫn là con Phượng Hoàng này nè. Tại vì cái chân là cái chiêu ép rồi. Tao biến hình con Phượng Hoàng nhỏ xong biến hình con Phượng Hoàng lớn thử coi. Thì đó, mình thay phiên... Ủa mà lúc Phượng Hoàng kia nó cũng vậy mà.
con đó cũng vậy mà y chang nè. Đây thử rồi. Nè nè nè. Nè nè thấy không? Cái này biết gì? Nè, em chưa thức tỉnh nè. Cũng y chang à. Ê, em hồi nãy em trước. Em của bắp mà em có ấy đâu ta để chưa vơi 2000 điểm nè. Ý là em so đấy, em so chưa cuối của mọi người đấy. Đúng rồi đó. Ý. Nó em không, quá rồi. Chưa táp, chưa bấm nút táp. Ủa táp hả? Ừ, mày. Ủa, sai. Ủa hay on hả? Mày bấm chưa vơi lên đi rồi bấm nút táp. À, đúng không? Tí hon hả? Khoan để mình dạng vậy này coi. Ủa phải không? Cái nút nó để là cái nút táp là gì nè. Nút táp nào á? Có một cái nút nào lên đây nè, nó để nút táp. Để táp táp B là nút nào trời? Phải nghiên cứu hết nút đi. Thôi, spoil như đây được rồi. Yeah, it's a... Thôi, spoil như đây được rồi.